Cây này cây trang hồng phấn nha các bạn. Cây này đó mình lật, mình ghim cây, mình tính làm mấy cây mini nhỏ nhỏ nè. Cái này về mấy bạn vô trồng nhỏ nhỏ là bạn uống ra bông đó là nha bạn, nó ra bông nè, có tí xíu rồi nha, cái gốc nó có tí xíu nha. Cái này là dâm cành nha các bạn, dâm cành nè đó. Bây giờ các bạn làm cây mini. Này bán nha. Hồng phấn lá quắn. Cái bông ở chỗ này. Nè. Cái này bán 10 cây các bạn. 10 cây 200 ngàn bao ship. Trừ tiền ship ra ăn cây chắc khoảng còn mười mấy ngàn. 10 cây 200 ngàn bao ship nha các bạn. Cái này bán 10 cây mình chỉ quay tượng trưng thôi nha. Lựa ở đây là nó hình giống đây thôi. Cái này cái trang đỏ bỏ ra mấy bạn. Có cây trang hồng phấn giống như này là 10 cây. Đó, giống giống này. Mấy cái này về mấy bạn vô chậu lại làm cây mini rồi nó cũng được. Dễ cho bông lắm, ra bông hoài. Đợi ra tược cái bắt đầu ra bông, ra tược cái ra bông, ra bông xiên ra bông. Bông quanh năm suốt tháng nha. Làm cây mini để bàn. Trăm ngàn 10 cây bao nhiêu luôn.